gửi đến các nơi, vì chưa gặp được mặt, chưa tặng được lời, thì hôm nay nhờ quyển kinh này tại nhà nhà cầu cho ba tánh khắp muôn nơi thiên hạ được hưởng thái bình, và cầu cho tất cả hồn linh thượng cầm hạ thú thảo mộc khắp nơi nơi được sớm siêu sanh về thành người nhân thiện. Hôm nay xin gửi đến cho tất cả chư huynh đệ đồng nhau cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô con dập đầu giống bái lên cửa trùng, cầu xin ơn trên linh từ mẫu từ bi hỷ xá cứu độ chúng sanh thoát khỏi hiểm nguy trong dòng chính chiến sơn hà xã tắc, chúng con sớm được thanh bình trường cư, nhân dân an cư lạc nghiệp. Cầu xin Đức Mẫu Từ tha thứ độ các con lành thoát khỏi chung uy nan, thoát khỏi đường tên mũi đàn. Nam mô A Di Đà Phật. Từ lùng quang từ cửa niền chánh ngoạc sơ cửu nhật thêm tây, hơn trong phổ thành cố quyền địa màu miêu phi loạn truyền kinh địa màu địa màu hoa xanh phổ thiên túc tịnh hạ hài tinh mã sơn nhạc thôn dân vạn linh chân phò triệu tập quần chân thiên vô tập khi địa vô yêu trần minh tuệ đồng thanh đại đạo quyền quyền hư không địa mẫu vô lượng tự tôn. Có bài kệ rằng trí thân là khổ phải trao thông, quyền châu cũng ở cõi phàm trần, hàm linh cám đức nhờ kính chúa, quyển tập hằng xem thay sáng trưng, ấn giao ngũ cốc cầu trăm hoa, tông truyền địa mẫu chúa muôn dân, linh hiển rõ ràng đừng khinh về, kinh văn rực rỡ giữ lòng tung. Kế tiếp bài tán dương công đức mẫu. Mỗi trăng tam nhật mẫu chi tâm trì kính mẫu, tha thiết nguyện chúng sanh đoạn dứt bao nghiệp cổ, lời châu địa mẫu kinh tâm quyết thư lệnh mẹ, hoằng bao la màu nhiệm độ dân an quốc thơi, mùa màng được sung túc
dưỡng dục độ chúng sanh, tiêu tài tư phước thọ, cái tội miệng quan khiên, nhất quyển tiêu dạng kiếp, địa mẫu bảo an ninh, vĩnh bất sanh phàm hạ, tình mẹ thương lai lan, nhân đức vô cùng tận, mẹ bảo hộ nhân dân, được an nhàn trường cư. Xin đem mọi công đức dâng lễ địa mẫu kinh, hồi hướng cho nhân loại, lợi ích khắp chúng sanh ở mười phương pháp giới, điều dứt mê khai ngộ, thoát khỏi sanh lão tử, nương nhờ linh điển mẹ, chứng đẳng quả bồ đề, sớm trở về đất Phật. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp là bài sám kinh địa mẫu, bài dân đăng. Dân đua thiên thành tâm kinh mẫu, ngọn linh đăng sôi rối mười phương, điện quang tỏa ánh chiếu dương, cầu sinh từ mẫu Tây phương chính đàn. Mẹ giáng thế độ quyền linh ban phước vạn dân, nguồn thương sầu đồng bấn quân, nhìn đắng lòng tướng mẹ gần bên con. Xưa mẫu ngự chim loan tại miếu, tình thiệm tây quyền diệu ứng linh, cơ mẹ thảo tâm kinh, lời châu chép lại tâm thành mẫu thương. Nhìn biển cả trùng dương nước biết, tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau. Mẹ trong từng lượng sống ào, bao nhiêu sống ở lượng nghẹn ngào bấy dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sang khai qua độ khắp nơi, núi sông vũ trụ đất trời, chính do hoàng mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, ngày lẫn đêm lo kiếm hành, dân đăng mẹ chứng lòng son, dân dân ba tâm nước non thanh bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp bài danh hương. Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát, gió đông về ngào ngạt muôn thương, chốn trần trẻ dạy dân hương, thỉnh cầu từ mẫu Tây phương chứng đàn. Dân nén hương lợi vàng cung kính, tiên trẻ thơ nguyện thánh mẹ hiền, lại cầu dòng thâu cung tiên, nơi Tây dương mẫu diệu quyền chứng minh. Mẹ thương con thâm tình muôn thuở, đạo hoằng khai truyền mở khắp nơi, gắn tu thoát tục xa đời, quê tiên chốn cũ là nơi trở về. Nhìn quang cảnh sơn khê non nước, cõi giới
chính do hoàng mẫu chính an độ cho sanh chúng một đàn chánh tu. Làn khói bạc ngút mù bay tỏa, tâm hưng thành hiện rõ diệu. Đại hương mẹ ngữ không trung, thức tâm kẻ thế soi chúng gương hiền. Tam nhật mẫu cố xuyên bay mẫu, tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương. Con vì dân chiến tâm hương, lại mẹ phụ đức thập phương an lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, giữ sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp bài chân trầm. Nhìn làn khói trầm hương bay tỏa, nhớ mẫu hiền lệ nhỏ dòng cháu. Đàn con tha thiết nguyện cầu, mẫu từ phủ điển nhiệm màu chứng minh. Chốn trần miền cung đại lễ, kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn. Thượng tầng mẹ phủ càng khôn, chuyển khai hoằng đạo pháp môn hạnh từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyến, gợi tâm thành thâm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chánh lòng con trẻ tuôn dòng lệ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, án mây lành hiện rõ quyền duyên. Con nguyện kiếp kiếp tu trì, nương về theo bóng từ bi mẫu vàng. Cầu lãnh mẹ chính an non nước, điểm mẫu từ ban phước chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ. Tâm chánh giác đạo vàng rực rỡ, hạt bồ đề nảy nở rừng cây. Âm tiền nói nhịp tháng nay, điển thiên mẹ chính nhật nay kính đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Bài văn hoa. Hoa tươi thâm kinh dân từ mẫu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cúng dường dân qua. Lời gian cầu thiết thai quán, chốn dương trần tở án phù dân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, thành tâm lại mẹ gọi lần tội xưa. Ngày kỷ mẫu sớm trưa bay mẫu, tiếng chân thành giọng thâu diệu cung. Gắn tu nội chi ba tùng, bồ đề hạnh nguyện thơm chung hương lành. Điển quyền linh phủ quanh bao khắp, nhớ mẫu hiền con chấp tay cầu. Lại mẹ độ hết năm châu, cầu xin sanh chúng sớm hầu diêu cung. Người chôn thay hiu trung chọn giữ, hội lòng qua mẫu tử tương phùng. Hương lành thơm ngát lạ lùng, bồ đề rộ nở tại cung diêu trì. Qua thơm nghe con vì dân lễ, lại mẫu thương gian thế chứng minh. Tay nhà dân đó qua sinh, thỉnh cầu mẹ giang điển linh chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp bài dân quả.
quả tươi xâm tâm thành cúng kính, tiếng trẻ thờ nguyện thánh từ thôn. Điển linh phủ khắp càng khôn, chuyến khai đại đạo tiếng đồn gian xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn, mẹ gian trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do viết mạch phi tài từ tôn. Quái linh mẫu bao gồm vũ trụ, dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiên. Phước tài lộc thọ truyền miên, dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa mẫu, chúng sanh đều xô đổi nhàn thanh. Mùa màng sung túc tươi xanh, quá hoa thơm ngát hương lành từ bi. Thăm ân mẹ khắc ghi sanh sử, kỷ niệm ngày mẹ ngữ không trung. Dập đầu bái tạ dương cung, đoàn sanh chúng tao cùng đông qua. Kinh lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thỉnh mẹ chính chi. Dập đầu lại đức diệu trì, điển linh mẹ phụ cứu mi dân lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp bài dân thủy. Cung kính dân thủy thanh thơm ngát, nhớ trăng mười thập bát hằng niên. Đúng ở ngày giang thế mẫu hiền, thủy thanh bát ngọc khấn nguyện cung. Đàn con trẻ vì sinh mẹ chính, độ dân lành bền vững tâm tu. Sơn khê rảo bước ngao du, vào nơi biển thánh rừng du tu hiền. Dân thủy thơm kiền thiền giọng bái, điển mẫu từ phủ rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời, ngự nơi thượng cõi bằng lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiễm màu phán chiếu, cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng, suối lòng nhào ngạt ban chúng con lành. Chính mẹ tạo non xanh tươi thắm, biển sông sâu thâm thâm trùng khơi. Hoằng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thủy đến đời hậu. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai láng, điển quyền linh tỏa sang mười phương. Tại dân bát ngọc trà hương, thành tâm lại mẹ xót thương chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp bài sám kinh địa mẫu. Địa mẫu kinh. Phổ hương chúng nơi huyện thành cố, tỉnh thiện tây miêu cổ ứng linh. Thượng tầng tỏa ánh quang minh, chim loan mẫu ngự truyền kính răng đời. Kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết, đức từ tôn tha thiết khuyên con. Hiếu trung giữ vẹn cho tròn, mẹ hiền phủ điển bảo toàn chúng sanh. Tam nhật mẫu tâm thành kính mẫu, tấm lòng son giọng thấu diêu.
gia gia xâm hợp trùng phùng, dân an quốc thời hướng chúng thanh bình. Mùa màng đưa tới sinh xuân tốt, mẹ độ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng máu dựng gầy tạo nên. Linh điển mẹ dưới trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoằng khai đại đạo nhiễm màu, quá xanh bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngỡ thưởng từng đó thế, điển chân linh phước á quệ rải ban. Tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung linh. Phước lộc thọ hiển vinh do mẫu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân an nước thạnh nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Thơ thâm diệu huyền di cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh. Xưa vua bàn có phong danh, diêu trì Phật mẫu quá thanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điển âm dương kết tụ anh nhi. Thượng tầng mẫu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khí âm dương hội hiệp cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Vậy ai mới bước lần đường đạo, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh. Lời châu mẹ dạy quyền linh, hoàng thiên xa tội hiến vinh thanh nhàn. Cầu lĩnh mẹ bảo toàn sanh chúng, độ nhân sinh giữ đúng hạnh tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ, mái quyền di hiện rõ thần. Mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tam hướng bao dòng càng khôn. Điển thiên mẹ bảo tồn trường cửu, chốn trung ương mẹ phủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiễm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thâu nhân lành. Phú ung mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên luân địa á diệu kỳ, tri âm phối hợp phục vi diệu đài. Thiên địa lập âm lai dương khứ, khí thần giao gìn giữ điển linh. Đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền chúa thanh, phủ điển linh chân tánh tâm thanh. Chẳng ngừng qua quá sanh sanh, thiên can thường chuyển vận hành địa chi. Thần giới khi tự thì thai thanh, mẹ cứ mang canh cánh thập niên. Tình thâm mẫu tử thiên liêng, mười thu đúng nhật chia riêng quẻ hào. Trong bát quái phân vào tám hướng, tám quẻ do mỗi hướng định ra. Sáu hào một quẻ đó là 384 tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử phi tài viền tai.
Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài còn ba vị nữa phân rài sao đây. Vua phục hy ngài hay biến qua bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rằng tám hương tinh tinh âm dương vua trụ quang minh vân đài. Chúa thần nông phi tài ngũ cốc sắc lịnh gieo cho ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời sinh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiên viên tạo ban y phục đem ấm no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chốn trần để cho người thấy tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng từng bao phủ điển thiên chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng thanh. Nhìn biển cả trời thánh nước biết khắp bốn mùa tám tiết trở xây. Gió ngàn bỏ lượng từng mây quá xanh nhân loại có cây thu cầm. Có ngũ nhạc bóng trầm ngân trọi khắp muôn nước từ máu dưỡng xanh. Các đời dương đế đại danh từ trong thân máu trưởng thành mà ra. Danh làm có năm tòa thắng cảnh chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời sắc dân trăm họ do nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng sao thứ gạo dành thương nhân sinh. Nhân dân nó ấm hiển vinh sống nhờ điển mẹ viện linh phú đầy. Khi lìa thế gửi thay thân mẫu sự hoa xanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ tựa nương từ hơi tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu y vương thôn làng tính huyện kìa lầu đài cung y điện quý nga. Am chùa quán xa lập ra hiền thần tiên thánh mẹ đà thương thân. Chư Phật bắt kim thân do mẫu cả trân châu ngọc bữa đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này lòng tham mơ tưởng mấy ai đã thành. Loại kim khí bạc vàng quý bao tất cả do mẫu tạo xuất nghi ra. Dương hầu vạn quốc gia gia cũng do định mẹ ban ra tôn sùng. Người chốn thế yêu trùng hưởng phước ba quyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc tới thanh nhàn để dương cung kính mẫu hoàng từ hôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến cũng do nơi mẫu chuyển phát hành. Vậy ai nào biết đến danh quyền linh hoàng điển mẹ dành đó đây. Có tạo lãnh the đầy lúa dại cùng quả hoa rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đắng cay lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tường. Hành ớt hẹ gừng đường tiêu tỏi khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đau. Quá xanh linh dược nhiễm màu cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào. Lại có giống chanh dầu tương muối suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương là hơi tâm tốn biết đoạn trường dị con. Công lao mẹ búc sơn khó tả tình bao la biển cả khó hơn. Khổ đau từ hổ chẳng sờn
mẹ quá tạo ra. Cần đài áo máu phù hoa, bạc tiền vận dụng biến ra hàng ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lầm tưởng, thần máu xanh ban thượng khắp nơi. Vật chi chẳng sót trên đời, máu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo quá, do máu xanh ra quả địa cầu. Biến dành sao ngã luân hồi, biết bao sáng vật qua màu tốt sinh. Kẻ thế đau rõ tình thâm mi màu, dầu hoàng thiên khó nổi xanh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ quá quyền trên phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc dành quá độ nhân sinh. Có cây tươi thốt hương thanh, địa châu thấm nghe ngọt mưa lành phì. Chân hơi nước thấu nhiều mảnh huyết, bao tinh di sương tuyết giá băng. Đài mây gom tự phủ dân, gặp luồng quang điểm biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp, cù rồng kia trốn năm ngàn sông. Lãnh phần dẫn chuyện gió dâm, mẹ đà quang gió phong ứng hầu. Cù rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm cho chuyện mây. Điều do lệnh đi mẹ phán bài, ơn trên chiếu triệu dám dài cái đâu. Muôn thu vẫn nằm sau lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất quần khai. Nhọc nhằn nào quán đắng cay, điển quan viền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lành tỏa hương, bao nhiêu màu mẹ thương hồng ân. Tất cả do lệnh máu phân công, vậy chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con dạ thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện hoàng nếu mẹ rút đi thâu, càng không vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cả ngao trở ngang dùng dây, thiên địa đành chịu phải ra đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cánh đời trong sóng thẳm sầu nạn tai. Ngoại càng khôn như lai tạm ẩn, chứ Bồ Tát tàn lẫn biển tâm. Từ vua chưa đến quân y bình, sẽ điều tận diệt nhân sinh điều tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quả bị tiêu. Muôn loài dạng vật bao nhiêu, ta hy đành chịu cảnh quạnh yêu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời châu cao quý, ai sưu tầm diệu lý quang minh. Tâm thành khảo sắc chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành. Từ tôn chiếu điển lành ban phước, sắc lệnh phê người được hiển vinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu hô từ gian bức ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sang suốt, chân khi như anh đi thuốc thiên liên. Mẫu cho phản bông hoàng yên, chân thần đúng nguyên hoàn xuất liền chẳng sai. Tình khi hiệp cho ai dưỡng tánh, gắn tâm tô hướng cảnh thượng đài. Khai tâm trung chuyển đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ quan. Cần quan tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài năm
nói mà chi. Chân kinh lệnh mẹ khó bì, quần thần văn gió chẳng khi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dày giống nhà đành sao. Tào nhân mặt khách anh hào, nông thương công sĩ nỡ nào lắng. Không đền đáp tôn thờ cung kính, nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền. Thâm sâu nghĩa cả thiên liêng, đành lòng bội bạc chân truyền lời cháu. Chánh pháp đạo nhiệm màu ai rõ, giả đò như chẳng tỏ ngộ chiên. Phụ ân từ mẫu diêu trì, đọa đài muôn kiếp chẳng thì tái sinh. Muốn biết rõ tâm danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rằng. Lão bà hỗn độn quá xanh, thôi còn mù mịt trước thánh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỷ gian lâm. Tuổi thọ 9600, thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giá con thơ, quá thân chấp nhoan phúc giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng cõi, điển quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biến qua chuyển đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy lệ xa nhớ mẫu, chốn trường giang gọi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền lướt sông trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phùng. Sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Hỏi tí sử khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên răng đời. Mỗi câu mỗi lời mẹ thuyết, cũng từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm câu lời ngọc thiết tha, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ chi. Khắp gia gia điều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoành sai. Ấm no hướng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tay dập dồn. Điểm quan mẹ bảo tồn trường cửa, đổ con thơ hội đủ diêu cung. Nếu ai chẳng tin bất tùng, mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bỏ ăn. Cuộc sống đành khó khăn đau khổ, nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thủy quá phương phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, đúng chăng mười vào tiếng trời đông. Mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phổ hết điện linh quảng đại, tâm quyết như để lại chân linh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn. Là con hiếu đàn tràng cung kính, mỗi hằng niên nguyện thịnh mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ qua sinh trà hoa, dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh, sớ dân từ mẫu chứng minh con lành.
nếu như có nhân dân hiền sĩ truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy, từ tôn đại thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây quy vàng hướng lộc thọ vinh sang phú quý, hạng phu nhân bần sĩ hiền thần, truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hướng muôn phần ấm no. Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo năm trái lành cây táo lương, hai gái hiếu đạo thuần lương, đời đời nói dối tô đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kinh mẫu, kính lễ ngài kỷ mẫu thành tâm, mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên xuân vạn đại hưởng âm đức ở dày. Sư vương nào hằng ngày cúng dâng, đàn tràng cầu bốn phía an ninh, bảo toàn tánh mạng chúng sinh, mẫu hoàng phủ điện ứng linh lời nguyện. Quốc dân nào kiền thiền vọng bái, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân, mẫu từ cho xuất thánh nhân, thông minh xuất chúng muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, giàu lắm sơn biển cả khó hơn, ai mà đắc nghĩa đền ơn, phải sùng am tự hòa sơn tượng hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tưởng bay tôn, diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tứ làm đặng y ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gan xuân tay tay tạo mau đi, tùy gia phương tiện hữu di, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thanh cao tâm ảo, sẽ ghi tên con thảo danh đề, thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm quý sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận hiếu, đắc quả cao cửu khiếu khai minh, con hiền thọ hưởng trường sinh, nhờ lòng quán đại quang minh tâm lành. Mẹ sắc tư phong danh muôn thuở, chánh quả thành dứt nở trần ban cho cửa phẩm liên đài trung ương thượng quốc. Thành đại lá nghiêm trang quý bao, phu phụ đồng đắc đạo kim thân, mẹ ban thọ hưởng hồng ân, lưu danh bữa điện muôn phần dễ dàng. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên, người nơi cõi thượng thiên liên, độ cho quốc thới dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa dưỡng danh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp bài sám địa mẫu diệu kinh. Phật mở thi vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phạt thưởng nhân sinh, ban ra lời ngọc chân kinh, khảo sắc đạo lý khai minh địa cầu. Thổ hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thủy biết đâu. Phật nghe mẫu đã ngự đó rồi,
đời phân ra thiên địa hoàn cầu chuyến xây. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoằng khai lời thật quyền linh, phổ thông truyền bá chân kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời. Chốn phàm trần đến đời quân hạ, mẹ giáng cơ bút tả chân kinh, ai truyền ân tông phổ in, mẫu hoàng bảo hộ cương đánh cửa trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo nhân, dựng đời thành trị thượng quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung kính, ráng niệm trì nguyện thánh lời châu, đắc thành sở nguyện mong cầu. Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm, bạch gia gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chân thành, thánh tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cảm, chê bay rằng mờ ám không cùng. Đến khi vào lúc lâm chung, hồn mà linh kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục a thì xa vào miên diễn, đọa đài người lắm tiếng dễ kinh. Xanh lòng nhạo ban ly kinh, tội như biển cả mong minh thăm sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải, mẹ chẳng phiền phải trái gì đâu. Xét ra khắp cả hoàng cầu, đều do lệnh mẹ pháp màu chuyến ra. Mẹ thương con vị tha tất cả, nào thấy ai để già sống thương. Đắng cay khổ nhọc ai tường, gió thông nói khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu, bố cáo cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng, cho người trần thế dương gian tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chúng cảnh, nạn thiên tai phải quạnh nhiều sầu. Dập dồn nhiều cánh khổ đau, hòa tài trước mắt tránh đâu bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân tỏ, lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận đoán rồi tiên tri. Dầu khó khăn dĩa chi nguy khốn, mẹ bình trị chính tôn khắp nơi. Phán truyền bài tỏ bao lời, quá sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh. Thật mẫu có phân rằng tất cả, 72 vị đã lãnh phần. Đương kim hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh thần hợp chung. Duy mình máu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ sư nào. Lập chùa tạo miếu đền cao, cũng thờ thần thánh ra vào cung nhanh. Còn máu đây riêng mình ai nhớ, đến tâm danh cũng chớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng thâm.
bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ, nên cam đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bao cánh loạn ly, trời mưa không thuận đất thì không xanh. Mẹ thương con chẳng đành đoạn dứt, tình thiêng liêng bút mực ghi rằng, cả con lớn nhỏ nghe chăng, thọ trì kinh mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh điều hành tâm đạo, giúp cho đời cái tạo ăn nhiên. Chẳng luận cao thấp ngang bằng, dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh. Chín tuổi biết cung minh độc tùng, điển quyền di hữu dụng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tái hợp bình an xung dày. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau. Không phân ai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tánh rõ thông, nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn. Bao nguy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục nhào lăn, lâm vào đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ôm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê, thấy điều thọ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sáng này ngã chết chẳng còn. Đói lòng quằn quại các con, dậy khuyên răng nhớ lời son mẫu từ. Mẹ thiên con tâm tư lời cuối, gắng tâm tu thông suốt lý kinh. Truyền trao dạy nghĩa phổ hình, cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nổi trong năm phố độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đau lệ nhài kỷ mẫu, lắp đàn tràng bay mẫu trì kinh. Dân đèn sắp thiện quang minh, từ tôn phú điểm nhân sinh phúc dày. Mỗi trần có ba ngày mẫu kỳ, hãy thành tâm bền chi cúng dường. Kính đàn đăng thủy hoa hương, ngoài ra tất cả ngày thường khói lo. Việc cung kiên phải cho tinh khiết, cả cố gắng tu tha thiết cần chuyên. Lo tròn phận sự hằng niên, 36 những kiền thiền trì kinh. Xâm lễ dẫn cung linh tự mẫu, trong các ngày kỷ mẫu lập đàn. Gồm có sao ngón đăng quang, quá hoa tươi thắm hương tàm năm cây. Sao chung nước lọc đầy đủ lễ, cùng chung nhau họp để kính đàn. Thuyết kinh giải lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm an thọ trì. Ai xưa nào làm ý lời dạy, định tinh thần tụng bãi miên kinh. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hướng đại quân thượng nguyện linh sanh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng, thêm hai thời chuyển dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điển thanh, từ tay cứu chữa mạnh lành nổi da. Đức từ tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch gần chính
đầy đồng hiện ra bóng bạch hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba. Khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đói lạnh lầm than đau xiết, là điềm trời ứng thiệt rõ ràng. Thiên đình thâu hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lĩnh đang về trời. Gieo quả cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà có chỗ cũng chừa. Nơi nào kính mẹ sớm trưa, trì kinh địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hòa. Ai từng phổ biến gia gia, tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài. Phổ thông minh đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai các vị thiên thần. Gia thần ủng hộ ân cần, đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm. Được phúc lành tháng năm no ấm, trên thiên đình ghi chấm phước ban. Nội gia kẻ đó thanh nhàn, sẽ được thành phát vinh quang muôn phần. Thanh long bạch hổ thần cũng dáng, phò tá người xứng đáng con lành. Từ tôn cho biết rõ ràng, trăng mười thập bát giáng sinh trần miền. Đến giờ ngõ kiền thiền kính mẫu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sữa mùi thình túc không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kính. Cầu lĩnh mẹ thương tình cứu khổ, phổ điển linh phổ độ chúng sanh. Các con tự hợp tâm thành, được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thân xuống đời trí chứng, phương hương nào bền vững chí tâm. Thường hành kinh mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kinh tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng chẳng trúng, gia nào hay trì tụng kinh này. Phước lành sẽ được hưởng ngay, thắng thiên đắc quá chẳng sai chẳng lầm. Hương vi tế cao thâm lộc cả, thọ hương đăng trà quá vinh sang. Chân kinh của Đức Mẫu Hoàng, gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh địa mẫu đứng và bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy tầm. Người đời còn bởi mê tâm, chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội ma. Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kính, thọ trì kinh nghiêm chính cúng dường. Nạn tai nghiệp chướng lỡ dương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh địa mẫu thâm nhuần đạo lý, gắng cần chuyên nhiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày rồng rã khấn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chí tâm hiển đạt phúc lành. Rõ thông từ chữ hiểu rành, người già đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển quyền linh xa gần chiêu tỏa, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thương người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nhiễm kỳ, đã tri tường nghĩa lý diệu tinh.
có thể gọi sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng quan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng máu dài qua nạn tay sắp sải đến mình, lại còn hướng được phước vinh tâm mà tài lộc thọ hương đến thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển thì đích danh mẫu chuyển điển quan, luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng tưởng, lại bỏ qua không lượng tường tri, mà lòng chẳng khứng thọ trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tội vị ban bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngày ấy chẳng có kiêu oan, phải đành dương tội gian nan ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mỗi, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp thủy quả không ba, thải điều chết xuôi đâu mà còn chi. Lòng máu từ nghĩ suy đau xiết, muốn hư vĩ đại kiếp phong ba. Nạn thủy quả sắp xảy ra, thương cho sanh chung phải xa cánh sầu. Ngặt chung chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời máu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tử hình, vì thấy số phận chúng sinh chết ở nhiều. Mẹ tin mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ phê lãng. Tình thương vô bến vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc lịnh, phán phân rằng chỉ định thế này. Truyền thần thiện ác đến đây, chia làm hai phái lướt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chung kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhẫn đa dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. Bất hiền lương phương phí vững như tử, thiên thần gom lại giữ một nơi, đưa vào chân giác kịp thời. Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan, chờ đến ngày hạ màn chung của mẫu sẽ giải ra một cái chài. Dù cho thiện ác phân ai, tóm thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm. Chừng đó mới thấy diệu thâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành. Được sống sót nhàn thanh đủ tri, biết tường phân chánh ly đường tà. Thiện gần ác lại tránh xa, từ đó các đạo mở ra khai hoàng. Đồng xuôi lòng ăn năn quy tự, chánh đạo mẫu hội đủ đem về. Chẳng còn chia rẽ khen chê, phân ra nhiều mối khó về trường phân. Hình tướng chài phép thân màu nhiễm, mẫu tả ra những điểm rất cần. Nhị thập bát tu phân thần, phụ dây chấm bắt dắt phần chánh nam. Còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp mặt bóng bào,
gồm 60 vị tài cao mẫu, từ phán linh truyền trao lời vàng. Cưng lời dạy thiên can 10 vị thập nhị thần định chỉ địa chim. Tất cả tình tu các vị ủng hộ hoàng đế thấy vị hoàn toàn. Đức từ tôn mẫu hoàng điều khiển phần lôi không lôi địa tam phương. Phần thần chân phủ vi thường 64 vẻ tỏa tường diệu thân. Hiện nguyên hình tay cầm binh khi đứng vàng ra trực chỉ đó đây. Khắp trong thiên hạ đủ đầy trận đồ của mẫu lập xây hạ miền. Cõi trời nam từ niên đinh hợi đến niên thân dậu mới thiệt rồi. Biết bao quyền bí diễm màu tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha. Mẫu từ búa thiên la địa dòng sức đại hùng gian động kinh hồn. Làm cho thiên an địa ôn thần sầu quý khóc giống toàn thám thương. Còn tứ đại thiên dương tiếp lệnh bốn cửa trận mẫu định trấn an. Tám vị thần lực kim cang xông vào trận qua pháp đàn thần thâm. Làm trời đất ơi không nghe ngà nhật nguyệt tinh châu quả đảo xanh. Cũng như trong trống lăn quay thế rồi lặng mất không ngày hiện ra. Mẫu thâu lại uy tà lăng mì kẻ bất lương phải bị luật hình. Hồ phong quan gió lôi đình làm cho sông nổ nước mình mông tràn. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ, trận cuồng phong bão tô khắp vùng. Mẫu tận diệt đưa bất trung sự, người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng ngày đó vàng thao mới rõ, mẫu thu sông ngày đó bình an. Nước sông sông lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuận. Chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi dòng. Thế là mẫu dũng quyền công diệu pháp qua biến thần thông lẽ làng. Kinh đô có sen vàng đua nở, bốn phía dòng khắp ở thị thành. Các con hiếu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu dành được đổi sáng kim thân bất hoại, chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng đại la thiên tiên, bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công. Hỏi bàn đào thượng đồng tất cả, các con nào đắc quả dư thế rồi vĩnh viễn về sao, chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miền. Chúng con được niên niên bất tử, khôi lạc tiêu diêu ngữ cánh nhàn. Giống cảnh diêu điện mẫu hoàng, luôn hướng lộc thọ phước an cứu trường. Phật mẫu ngự trên thượng từng cõi, quần khai dưỡng nhớ
bảo toàn. Hết lòng quảng đại sắc son, quá xanh dài gió các con phản hồi. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp bài kỳ niệm. Kiên thiền dòng bái mẫu hoàng, chuẩn chỉnh đạo giáo sắp an dân tình. Đổ người khỏi chốn u minh, vọng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chúng dân tay quả đã dương, lại mẹ dạy dỗ mới tường thiên. Do cực từ tôn tây thiên ba chủ, dương cung tây mẫu đê đầu lại tạ từ ân. Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành, khắp trong dân chúng làm lành. Thương yêu đừng giúp chẳng đành bỏ nhau. Mây lành rọi tỏ năm màu, có cây tươi tốt lào lào thái dương. Yên vui bôn bể mây tường, cơ trời sắp đặt luân thường dễ dàng. Diêu trì chúng chỉnh sửa sang, ba buồn về cõi một đàn chánh quyên. Kiền thiền dòng bái từ tôn, chúng đi tam giao mới toàn lý can. Ơn trên cam lộ rào rào, chúng con nguyện dòng ước ao thay bình. Lại cầu mẹ ở thiên đình, độ an dân chúng pháp linh tỏ tường. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kế tiếp sám hối diêu trì hoàng mẫu. Cuối đầu con đảnh lễ mười phương, nguyện cầu sắc mẹ an khương muôn đời. Lễ trên ngọc đế cha trời, diêu trì địa mẫu mẹ thời chứng minh. Các con tội lỗi muôn nghìn, đêm nay sám hối tội tình tiêu tan. Lễ trên tam giáo đạo tràng, già lam cổ Phật hỷ quan con nhờ. Lâu năm con lạc ngũ xa bờ, nếu theo chân mẹ cuộc đời an từ à đây đạo lý thêm mùi. Sửa tâm tu niệm lao chùi thanh bay, lễ trên bàn cổ sơ khai. Vô thủy về mẫu mẹ thời chứng minh, độ con hồn xác nhẹ mình. Từ à nay con sửa đổi giữ gìn đạo nhân. Nay con dẹp dẫn bỏ hờn, dứt điều phiền não kéo đời từ bi. Lễ trên đức mẹ diêu trì, muôn ngàn tội lỗi mẹ thì thứ tha. Các con tội lỗi hà xa, nào là lỗi mẹ lỗi cha, lỗi chồng lỗi vợ vậy mà quá dài. Lỗi trong huynh đệ hằng ngày, đêm nay sám hối tội dài tiêu tan. Vì con mến chiếu vào sáng, cho nên cực khổ gian nan đủ điều. Nay con nguyện bắt cầu kiều, đưa đời giải thoát chắc nhiều từ bi. Lễ trên mẫu mẹ cung ly, tội chi mẹ cùng hỷ xá cùng là thứ tha. Lễ trên từ phụ Thích Ca, pháp lành ban rải con mà lục thông. Từ nay con mở cõi lòng, nguyện con thoát khỏi cái dòng bào thai. Lễ trên hội đồng chư Phật bồng lai, chứng minh nam nữ gái trai tu hiền. Tu cầu cho thất tổ cửa quyền, ông bà cha mẹ chầu miền Tây Phương. Muôn ngàn cực khổ gió sương, con đây cũng nguyện ăn tương trọn đời.
lễ trên 36 vị từng trời, 72 từng địa cố mẹ thời chúng mình. Tu cầu cho thế giới hòa bình, vạn dân an lạc sửa mình lo tu. Nguyện đời tha hết tội tù, nguyện trong nhân loại thiên thu thanh nhàn. Nguyện trong khắp cả Nam Bang, quan quân lớn bé lo toàn tu hành. Nay còn lánh giữ làm lành, tránh xa muôn điều tội ác sẵn dành từ bi. Từ nay con dứt bỏ tham sân si, dứt điều phiền não quy tâm vàng. Nguyện cầu trong sớm trong là, nguyện ai cũng biết lên thoảng Tây Phương. Lại cùng Ngọc Đế xót thương, thứ tha còn trẻ khỏi tay ương hè hồng đời. Nguyện tâm chẳng đổi chẳng dời, ra tay cứu thế giúp đời hạ quân. Dầu cho cực khổ không sợ, nguyện cầu thế giới bỏ hờn lo tu. Nay con đã bỏ phàm phu, nhất tâm theo mẹ ngao du niết bàn. Nguyện con hồn xác nhẹ nhàng, ra đời cứu thế dẫn đàn đệ huynh. Nguyện trên long thần hộ pháp quay linh, ủng hộ các con nguyện giác ngộ kỳ ba. Lại trên cổ Phật Di Đà, giúp con ra khỏi hô sinh trầm ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ta Bà, điều ngự chứng mà các con. Nam mô Quái Linh Diêu Trì Hoàng Mẫu, cứu độ chúng sanh qua cơn tai biến, nhân dân an cư lạc nghiệp. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Khi tiếp sám hối Ngọc Hoàng Thượng Đế, cúi đầu con lại tạ cha lành. Các con sám hối lập thành đạo nhân, dầu cho cực khổ không sờn, cúi xin thượng phụ ban ơn con nhờ. Vì con đứa dại đứa khờ, sân trong mặt hạ gặp giờ khổ đau. Cúi đầu xin mẹ dồi trao, linh căn nhân tánh được vào lòng qua. Con cúi đầu cầu lại mẹ cha, độ các con dưới thế cho qua bể trần. Tu hành giữ dạ ân cần, giữ tâm thanh tịnh không còn sân si. Lại cầu trên đức từ bi, Quan Âm cứu khổ độ nay tai nạn. Dắt dìu con dãi muôn ngàn, bao nhiêu nghiệp quá xa dùm cho qua. Lại cầu tiên Phật Thích Ca, đức Phật Di Đà xá tội cho các con. Từ đây chi dốc lòng son, các con lo tu niệm cho mòn tội các con. Ngày nay tội lỗi đã mòn, cúi xin cha mẹ dắt các con trở về. Long qua các con được hầu kề, cúi xin thượng phụ dẫn các con về ngôi xưa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Nhất Tâm Thành Kinh. Bài đưa điển mẹ hồi cung. Trước hương đăng trà hoa, lễ kính thành con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dạy mới đi xuống trần. Lời cho Ngọc mẹ cần dạy biểu, tiên đá vàng con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bên chỉ bờ, lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chi tình, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là tiết âm u, điểm linh mẹ giang xuống ở trần độ con. Cho con biết cũng son bờ bên, đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp đặt an bài, thanh trà hoa quá lễ bài kính dân.
con lên bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước dư cho Nam Việt cửa ngôi. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa điển mẹ phản hồi diêu cung. Nam mô vô thượng không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Bài hồi hướng. Phần kinh con mới đọc rồi, nguyện sanh phước đất dung bồi, chúng sanh cho người thức tánh tu hành. Bên bề phúc chốt biến thành ao sen, ly kinh sang suốt như đèn rọi vào tâm trí tôi đèn sáng liền. Tụng kinh địa mẫu có duyên gặp người tri thức bạn hiền đồng tu. Ngày ngày tinh tấn công phu điện, quan mẹ chiêu linh căn sáng ngời. Quy sinh Phật mẫu chứng lời, tâm ma nguyện quyết chi căn công tu trì. Nam mô vô thượng không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Tam quy quy Phật mẫu cứu trần thế, nguyện sinh phước đức dung bồi chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy pháp là phương giải thoát, điển quyền linh bùa khắp trần gian. Sửa tâm chứng đắc kịp giờ, linh căn mẹ điểm hội kỳ lắm qua. Quy tăng chân truyền mẫu giải, phải ăn chay với luật nghiêm trang. Hữu hình giả tạm luân hồi, dư di thường cánh trở về thiên cung. Nam mô vô thượng không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Bài kinh mẫu vừa xong, xin gửi đến các chư huynh đệ hiền hữu, gửi đến khắp nơi gia gia, chúc cho quý vị tu thành đắc đạo. Vì một lần này là lần cuối mẹ không bao giờ còn ra sám kinh gì nữa, xin gửi đến các chư huynh đệ đạo hiền bài kể tiếp. Thượng quân lập hội long vinh, phân ngôi kể vị hòa bình quốc gia. Cộng đồng tâm giáo quy nguyên, chân truyền tâm ấn khai cơ đạo hiền. Thượng thông thiên địa long qua, chuyển luân chánh pháp đó người thiện duyên. Thiên cơ kính nghiện khó rành, người không căn trước thiệt tình biết đâu. Gửi cho khắp cả đâu đâu, thời kinh địa mẫu ráng cầu cho tổ tâm. Đôi câu quý vị đạo đồng, khắp nơi khắp cả gieo trồng phước duyên. Tu đắc đạo mới lên thiền Phật mẫu, chớ đừng tu dạo dạo ta bà. Tu cho chánh đạo của mẹ cha, đừng theo tà đạo hồn mà tiêu tan. Thôi ít lời của cậu Út Ban Nhan, tạm dừng ngừng pháp lý. Chúc cho quý đạo gia can được mạnh lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô cậu chúng sinh đắc đạo thành tiên.